Ok, chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách fix một cái lỗi, đó là một cái lỗi rất là khó chịu của nó như sau. Đó là một cái lỗi là cái lỗi máy in của các bạn cứ bị gắp giấy liên tục và không ngừng. Cái lỗi gắp giấy liên tục không ngừng này ấy, thì nó sẽ gây ra ở một số thành phần chính như sau, đặc biệt là ở con gì các bạn có biết không? Đó là một cái con làm nhiệm vụ ở bên này, đó là một cái con lơ dê phải không ạ? Đây là một cái con nó làm nhiệm vụ là giữ cái dãy của ta. Khi nó thông báo một cái dãy nó gắp một lần thì điện kích vào đây nó chỉ cho gắp một lần, thì lúc đó cái nam châm điện này nó có tác dụng là hút cái này lên, thì nó cho cái dãy đi qua, sau đó thả ra thì cái dãy thả mà khi nó mất điện thì cái lơ dê này nó lập tức nó lùi lại, nó không có điện, nó không thể hút được cái thanh sắt này kéo lên để cho cái quả đào nó gắp giấy. Thì cái này ấy thì từ một số trường hợp nó bị lỗi ấy, ở đây bị lỗi do bẩn vệ sinh, thì nó khi kéo lên thì formatter nó báo dãy là nó báo là không có điện qua đây nữa, nhưng mà cái lơ dê này nó vẫn giữ cái dưới sắt ở đây, bởi vì là nó bẩn cái này chỗ này quá, giống như cái băng dính hai mặt của các bạn này, được chưa? Bẩn giống như cái băng dính hai mặt của các bạn này, khi dính vào nhau khi thả ra thì nó vẫn dính, phải không ạ? Thì thả ra thì nó vẫn dính, cho nên nó dính ở kia, thì cái này nó báo dãy là cái này nó không thể hám được cái chốt bánh răng đâu, bánh răng nó vẫn tiếp tục quay. Đây là hiện tượng gắp giấy hàng loạt của ra các dòng máy in khác nhau, nó đều gắp giấy, ví dụ như các bạn chỉ in một tờ thôi nhưng mà tại sao nó cứ gắp giấy liên tục, mặc dù cái tờ ở trên nó chưa ra hết nhưng mà nó vẫn cứ gắp giấy liên tục và nó gây ra hiện tượng là báo lỗi kẹt giấy. Bởi vì là nguyên tắc của nó là cái giấy khi có một tờ giấy A4 chạy hết thì cái nó mới được báo gắp giấy tờ giấy thứ hai, nếu bạn in hai tờ ấy, phải không ạ? Còn nếu mà trường hợp lỗi như thế này, in một tờ vẫn ok nhưng mà nó vẫn tiếp tục gắp giấy, in một tờ nhưng mà nó vẫn tự động gắp giấy, bởi vì cái lỗ re này nó ở trên rồi. Cách khắc phục tạm thời của các bạn là khi gặp cái trường hợp này ấy, các bạn chỉ cần lấy vào một tờ để in thôi, nhưng mà nó in như thế nó sẽ rất lâu, và lấy một tờ để in thôi. Nếu mà không có giấy nó cứ gắp giấy liên tục, và nó không có giấy thì nó không thể kéo được giấy. Còn nếu mà có giấy vào ấy, nếu mà in một tờ ấy, nó cũng báo lỗi cái tình trạng này, được chưa? Thì cách khắc phục như sau, thì các bạn sẽ tháo cái lơ dê này ra và các bạn sẽ tiến hành là vệ sinh nó. Lơ dê là cái bộ phận báo giấy, nó hám cái quả đào kéo giấy và gắp giấy, gặm giấy đấy. Rất nhiều lỗi mặt mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý luôn. Đây là Sony hướng dẫn về các bạn sửa chữa máy in cơ bản, được chưa? Mình hướng dẫn các bạn lâu quá nhỉ, nhưng mà mình làm chỉ mấy phút là xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ gặp cái này ra. Đây là một cái lơ dê của nó. Lơ dê của nó luôn là hám mực. Thực ra thì cái tiếng ở trên nhiều người hỏi quá. Cái tiếng ở trên mạng ấy thì nó sẽ không giống với tiếng ngoài đời của mình nhé. Mình đã chỉnh lại cái tiếng rồi, bởi vì mình không thích cả cái tiếng của mình hiện ở trên kia, được chưa? Nhiều người hỏi là tại sao cái tiếng của anh ở trên kia là không giống với ngoài đời thực. Mình hỏi quá vẩn quá. Mình đã chỉnh cái tiếng khác đi rồi. Có lúc mình lại tiếng con gái, tiếng con trai. Chỉnh tiếng đi rồi. Rồi ok. Thì đây này, đây là nó bẩn ở chỗ này, thì các bạn chỉ cần xóa cái chỗ này đi. Phải không ạ? Xóa cái chỗ này đi. Xóa cái chỗ này đi. Đây này. Đây là một cái lơ dê, xóa cái chỗ này đi. Có nghĩa là bẩn khi các bạn ghi vào thì nó sẽ bị dính như này, phải không ạ? Thì nó đã báo là không có điện rồi, có nghe kiểu như trên bảo dưới không nghe, nó cứ dính như thế này, phải không ạ? Đấy, nó sẽ làm nhiệm vụ là nó cái dính như thế này, thì cái này thả ra thế này nó sẽ cái này gãy này sẽ giữ lại cái bánh răng luôn, nhưng mà nó không thả ra, nó không giữ lại được cái bánh răng quả đào kia, nó cứ tiếp tục quả đào, nó tiếp tục cắm giấy liên tục.
nếu mà nó chẳng may nó lùi ra được thì nó sẽ giữ được, còn nếu mà không lùi ra được nó cứ giữ này, nó giấy nó sẽ tự động cặp 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 màu chạy liên tục, cho nên là nó sẽ báo lỗi kẻ giấy, được chưa? Tưởng ấy, cái tờ trên nó báo lỗi xong, cái tờ trên nó in ra hết ấy, thì cái này nó mới được cặp cái thứ hai. Đấy, đây là nguyên tắc của nó. Đây là quả là rơ ra, nó chỉ cần gắn rơ ra. Vệ sinh cái này đi, lấy cái xịt này, đây là nam châm điện. Nam châm điện là một cái nam châm có điện vào thì nó mới chạy được, còn không có điện là nó không chạy, nó không hút. Đấy. Còn nam châm vĩnh cửu thì lúc nào cũng hút rồi, không thể nói. Rồi gắn vô như thế này được. Cái trường hợp này nó sẽ xảy ra một số máy, số máy là như sau, là nó hoạt động ở trong môi trường mà nó khắc nghiệt quá, ở như là ở những khu mà nó có nhiều bụi, hoặc là ở một số công trình, làm công trình ở ngoài đường các thứ, nó gặp bụi bặm thường xuyên thì các bạn cần phải vệ sinh cái này đi là được. Nó hay ra lỗi cái tình trạng như thế này, các bạn chú ý nhé, thì các bạn bắt buộc các bạn phải vệ sinh đi là được, là ok rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lặn vào. Rồi, và bây giờ ok, bây giờ các bạn có thể hoạt động được. Chúc các bạn thành công nhé, và sửa chữa được nhiều máy tính, sửa chữa được nhiều máy văn phòng, và chúc các bạn đắt khách. Bye bye. Chưa gặp lần nào mà chúng ta sao ý lỗi được, trừ khi chúng ta phải học trên lý thuyết sẵn. Nếu mà không biết trên lý thuyết sẵn thì các bạn cần phải đọc phương pháp loại trừ như mình đang làm với các bạn này. Nếu mà các bạn gặp một cái máy mới, nhưng mà các bạn chỉ gặp lần đầu thôi, tất cả các máy còn lại nó làm tương tự, nó giống nhau y hệt à. Đó. Bây giờ nó sẽ bị mất điện ở cái trục tử, thì nó sẽ sinh ra bản in như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ in test tiếp. Cứ như là mất điện, mất áp. Mất áp ở cái trục kia là không biết được. Rồi, nếu mà bị mất áp ở kia là nó không thể chạy được.
mà nó bị mất áp ở đây là nó sẽ không cấp được và nó sẽ không chạy được. Đây, nó sẽ chạy. Lúc nãy chắc là mình khiến quá nó không thể chạy được. Có nghĩa là bây giờ mình không để cái điện lên cái trục từ thì mình không thể kích được lệnh in cho nó, phải không? Mình không thể kích được lệnh in cho nó. Bây giờ làm sao để... có phương pháp dính rồi. Mình sẽ sử dụng một cái băng dính hai mặt, và một băng dính một mặt. Sau đó mình sẽ dính cái này vào là được. Băng dính hai mặt đi. Có, mình sẽ dán cái này vào, bởi vì dán ở giữa là nó dán rất khó. Ok. Mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt để dán cái này vào hả? Thì lúc đó nó sẽ cung cấp được điện cho. Chào các bạn, rất vui được gặp lại với các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem được những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề.